Sáng ngày 25 tháng 6 năm 2022, tức ngày 8 tháng 5 năm Quý Mão, Trường Hạ Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh tại chùa Trình Yên Tử trang nghiêm tổ chức lễ khai pháp khóa an cư kiết hạ Phật lịch 2567, dương lịch 2023 dưới sự chứng minh của Hòa Thượng Thích Thanh Quyết, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh. Theo đó, Phật giáo tỉnh Quảng Ninh hiện có 3 trường hạ tập trung gồm trường hạ tại trụ sở Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh, chùa Trình Yên Tử, nơi có hành giả an cư đông nhất tỉnh với 247 hành giả an cư tập trung, tỷ khiêu 99 vị, tỷ khiêu ni 144 vị, trường hạ Tổ đình Quỳnh Lâm và trường hạ Chùa Lân, Thiền viện Trúc Lâm Yên Tử. Chương trình nội điển, Đại trường giảng Thiền Lâm Bảo Huấn, Tiểu trường giảng luật học và triển khai những điểm mới trong hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam sửa đổi. Về ngoại điển, Ban Trị sự sẽ kết hợp với Ban Tôn giáo Sở Nội vụ tổ chức bồi dưỡng kiến thức pháp luật về tín ngưỡng tôn giáo.